Tiếp theo là những con đồng hồ báo thức kiêm nhiệt độ và độ ẩm, hàng nhỏ gọn siêu mỏng, chạy một viên pin tiểu, rất chuẩn chỉ luôn, rất chuẩn chỉ luôn anh em nhé. Em quay cho anh em hàng rất nhiều. Ngày xưa em là bán những cái hàng đồ chơi công nghệ mà, còn bây giờ em không tập trung nữa, cho nên em giới thiệu thanh lý cho anh em. Đấy, anh em xem nhé, rất ngon bổ rẻ, anh em có nhu cầu thì mua ủng hộ cho em nhé. Đây em quay cho anh em xem con đồng hồ em đang sử dụng đây. Đây anh em nhé, đây một con đồng hồ temperature, nhiệt độ, độ ẩm và báo thức đồng hồ bình thường, có lịch có ngày tháng bình thường bên trong này nhé. Đấy, bấm cả cái nút đây là ra ra cả lịch năm đầy đủ. Đấy, rất đẹp. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nha. Giá ngon bổ rẻ cho anh em, giá thanh lý mà. Giá có trên Zalo 0988 434 435, còn video chỉ là giới thiệu cho anh em thôi. Xin cảm ơn anh em.